Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên chúc tất cả mọi người sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Mọi người có thể thấy hôm nay đẹp trai hơn chút xíu mọi người ha, nhưng mà già hơn, tiếng thì khan một chút xíu. Mấy hôm nay công việc rất là nhiều, chứ là cái thứ hai nữa là cũng bệnh. Cái việc này nó bệnh, nó cũng không giống như một cái bệnh cảm hay là bệnh Covid, cô không biết nữa, nhưng mà nó hơi mệt. Vâng, quay trở lại câu chuyện mà muốn nói ngày hôm nay là rất là cảm ơn chị Thúy Nga. Lại mình cảm ơn chị Thúy Nga, bởi vì đơn giản là chị Thúy Nga đã kết nối được với người Việt tại hải ngoại để mang nông sản Việt Nam qua để mà có nghĩa là giao lưu. Cái này dùng cái từ giao lưu thì đúng hơn là bán đến với tất cả mọi người Việt Nam ở trên đất Mỹ. Đó là cái niềm vui mà thực sự là mình, bản thân em rất là vui thay mặt những cái nông dân Việt Nam cảm ơn chị Thúy Nga rất là nhiều. Tại sao mình cảm ơn? Tại quý vị chị các bạn cũng biết, ngoài ra mình làm một kênh YouTube về tin tức người nổi tiếng, thì mình có một cái kênh, có những cái kênh mình kinh doanh về mình kinh doanh cũng như là phát triển về nông nghiệp Việt Nam. Thế nên mọi người có thể thấy rằng cái tên là cái tên cái kênh của mình là Nhịp Cầu Nhà Nông, Nhịp Cầu Nhà Nông. Tuy nhiên rằng là nó bị lộn ngược đó quý vị, tại quay camera trước, nhưng mà kênh Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng vừa được nhận cái nút bạc từ YouTube. Còn cái kênh tin tức người nổi tiếng này được nhận cái nút bạc là để bên kia, là quý vị có thể nhìn thấy xa xa ha. Thì đây, kênh Nhịp Cầu Nhà Nông là cái kênh mà muốn mang nông sản Việt Nam đến tất cả mọi người. Cái thứ hai nữa là muốn mà kết nối với nông dân, cũng như là đưa ra những cái kỹ thuật hướng đến một cái nông nghiệp nền nông nghiệp hữu cơ. Thì cái mình có một cái kênh Nhịp Cầu Nhà Nông, mọi người có thể vào, nếu mà ai trồng cây ăn trái thì có thể vào đó để giao lưu theo dõi cái những cái video mình làm trong cái hành trình. Quay trở lại cái vấn đề mà cảm ơn chị Thúy Nga, là chính chị đã là một trong những nhân tố, ngoài ra thì cũng có những người khác, nhưng mà chị là một cái nhân tố nổi bật mà mình theo dõi rất là nhiều. Chị đứng ra chị kết nối cái nông sản Việt Nam để đưa cái nông sản này lên một cái tầm cao mới, có nghĩa là đưa cái nông sản Việt Nam mình đi ra nước ngoài, bên hải ngoại, và cái thị trường khó tính nhất là cái thị trường Mỹ. Cái thị trường khó tính nhất là thị trường Mỹ, mà chị Thúy Nga cũng đã phân phối được những cái trái sầu riêng ngon ở Cái Bè. Những khách hàng của mình ở Cái Bè rất là nhiều, những bà con nông dân ở rất là nhiều, thậm chí mình cũng có những cái vườn ở Cái Bè. Chính mà những cái trái sầu riêng đó nó mang cái hương vị đúng là từ Việt Nam qua đến từ Việt Nam mà qua đến bên hải ngoại. Nói cà lăm chút xíu nhưng mọi người cũng thông cảm. Còn thí dụ như mà ăn một cái trái sầu riêng từ Malai, trồng ở nước Malai, hay ăn trái sầu riêng từ Thái Lan, nó là một cái câu chuyện rất là đơn giản, là bình thường, nhưng mà nó mang hương vị từ Việt Nam qua, nó mang cái thương hiệu mà sầu riêng Cái Bè. Thực sự đó là một cái niềm tự hào mà mình cảm thấy tự nhiên cái rất là xúc động khi mà xem cái video, xem những cái hành trình chị Thúy Nga gọi là giao lưu sầu riêng với người mà tiêu dùng ở bên hải ngoại đó quý vị. Tại mình cũng không bao giờ nghĩ rằng là đến một cái ngày nào đó nông sản Việt Nam sẽ được cất cánh bay xa, và xa thực sự là rất là xa, bên nửa vòng trái đất. Bây giờ làm ở Việt Nam mình làm cái video này là tầm cỡ 10 giờ tối, thì bên Mỹ thì nếu mà theo giờ Cali thì chắc là 8 giờ sáng. Đó là một trong những cái điều mà tự nhiên cái mình thấy không ngờ là tối hôm nay trái sầu riêng ở đây, là sáng ngày mai là trái sầu riêng ở bên Mỹ. Một cái điều rất là tuyệt vời, đi bằng hàng không, còn đi tàu thì khá là xa, đi tàu thì chắc thời gian cũng hơi nhiều, nhưng mà đi bằng cái phương pháp nào đi nữa thì vẫn là mang một cái hương vị quê nhà đến tất cả người Việt Nam sống ở tại Mỹ. Còn mấy bạn ở bên Mỹ mà thí dụ như dân người địa phương, chắc họ không ăn sầu riêng, nhưng mà một phần nào đó mà sầu riêng của nước mình mà đã đưa qua nước Mỹ, mà người Việt Nam bên Mỹ tiêu dùng, là mình thấy tự nhiên trong người mình tim nó đập mạnh và đập nhanh, đó là nó khá là hứng khởi và tự tin làm, không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Đó là cái điều mà mình rất là mong muốn, và hôm nay làm cái video này không phải nịnh chị Thúy Nga, chị chắc chắn là chị cũng không có thời gian để coi cái video này, thực sự là chắc chắn là không có cái thời gian để coi video này, nhưng mà
Thôi thì những anh em nào coi cái video này, những cái fan hâm mộ nào coi video này cũng gửi lời đến chị Thiên Nga cảm ơn. Quý vị anh chị các bạn biết rằng để mà trồng hình thành một cái cây mà để mang trái, cái cây sầu riêng từ lúc trồng đến lúc mang trái để mà thu hoạch được nó mất 4 năm. Mà cái đến cái thời gian mà thu hoạch đó quý vị anh chị các bạn, nó ra bông á, rồi nó có những hiện tượng rụng bông, rồi có những hiện tượng rụng trái. Đấy, để làm sao giữ được những cái bông mà nó không bị rụng, để không giữ được trái. Chẳng hạn như quý vị anh chị các bạn, trong cái thời tiết thì như hiện tại là ở Việt Nam này, cái mùa này là mùa mà mùa bão, mùa gió chướng, cái mùa áp thấp nhiệt đới, chẳng hạn cái vườn sầu riêng nào nó ra bông đi, thì nó chỉ cần dính một cơn gió thôi quý vị anh chị các bạn, hoặc là dính một cơn mưa là nó rụng hết toàn bộ. Sầu riêng là nắng không ưa, mưa không chịu, có nghĩa là nó ra bông mà dính một cái cơn mưa thôi, nước nó dư một phát là nó rụng bông bạch hết. Nên trồng sầu riêng rất là khổ, nông dân trồng sầu riêng thì sầu riêng nó chỉ một năm chứ nó có một vụ, một mùa thôi đó, nó chỉ có một mùa thôi, mà mùa này thất thì tết đợi tới mùa sầu riêng năm sau. Thế nó là một cái câu chuyện rất là thực sự, là khi mình ai bước vào làm nông nghiệp, ai bước vào cái làm nông nghiệp hữu cơ này mới hiểu, đặc biệt là làm nông nghiệp hữu cơ mà bây giờ là các anh em kỹ thuật cũng như là các công ty nông nghiệp như bên mình như thế này, là hoàn toàn đi hướng đến bà con nông dân là làm về nông nghiệp hữu cơ. Phải làm sao làm để đạt được cái chất lượng sản phẩm mà nó đưa cái người tiêu dùng lên hàng đầu. Bây giờ hoàn toàn là các cái vườn sầu riêng mà quý vị, bữa nay em sẽ đưa lên kênh tin tức người nổi tiếng cho quý vị, hoặc là quý vị bà con có thể qua cái kênh mà Nhịp Cầu Nhà Nông, quý vị bà con có thể thấy hoàn toàn tất cả những cái gì bà con sử dụng sản phẩm là đều là hữu cơ hết, không sử dụng hóa học. Mà bà con biết rồi, sầu riêng mà đi theo con đường hữu cơ nó cực kỳ khó khăn mà cực kỳ gian nan. Chỉ cần cái lá sầu riêng ra mà không có xịt sâu rầy, cái lá non ra thôi không xịt sâu rầy là rầy nó đánh, và gần như là banh tu như cái chỗ trà. Cái lá sầu riêng nó cũng có một cái mùi vị cực kỳ quyến rũ, những cái con rầy, những cái con sâu, con bướm nó ra lá non là những con sâu, con rầy, tại lá non nó mềm, nó dễ ăn thì những con nó ra vào tấn công. Nông dân rất là cực kỳ khổ, họ muốn làm một cái nông nghiệp hữu cơ là họ phải đi xông khói, có nghĩa là họ không sử dụng thuốc hóa học, không sử dụng gì, họ lấy khói ấy. Quý vị, nó có cái máy tạo khói thì phun để cho ngộp những cái con sâu, con rầy đó, hoặc là tự chế ra cái hương tỏi, tỏi như ớt, như gừng, như sả, họ phun để cho sâu rầy nó bay đi, hoặc là nó xỉu rồi nó làm biến ăn, rồi tự nó chết đó. Và quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta, thực sự đây cũng khoe một chút xíu là cái kênh Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng vừa nhận cái nút bạc rồi quý vị anh chị các bạn có thể coi ở trên kênh Nhịp Cầu Nhà Nông, nhưng mà cái do cái chữ á, nó bị lộn ngược rồi, do cái camera em quay á, phía trước á, nó bị lộn ngược thì quý vị thông cảm. Đấy là em cũng muốn đưa một cái nông sản Việt Nam đi qua qua nước ngoài, nhưng mà thực sự là em chưa có đủ em có tầm nhưng mà chưa có đủ tâm. Ai lộn, có tâm mà chưa có đủ tầm, nó lộn như quý vị, có nghĩa là có tâm nhưng mà chưa có đủ tầm. Thì cũng cảm ơn những người anh, người chị, đặc biệt là như chị Thúy Nga thì chị có một cái mối quan hệ rộng rãi, chị có một cái gọi là cái cộng đồng, gọi là xung quanh cái vệ tinh của chị là rất là nhiều người. Đấy là những cái điều mà thực sự rất là đáng tự hào. Không cần làm từ thiện đi đâu với xa, đấy là đưa nông sản của người Việt qua bên cho người Việt tiêu thụ, những cái hương vị quê nhà, đó là một cái công tác từ thiện mà từ trong tâm và từ trong tim ra luôn. Em cũng mong là chị bán có lời chứ đừng có lỗ là được rồi ha. Đấy là một cái video 90 phút hôm nay là nhỏ nhỏ tâm sự với quý vị anh chị các bạn. Cái mùi sầu riêng hồi xưa lúc mà em còn nhỏ em không thích ăn đâu, nhưng mà khi ăn vào thấy ghiền, nó mang một cái hương vị rất là đặc trưng. Cái điều đương nhiên rồi, cái thứ hai là nói về dinh dưỡng thì cái độ dinh dưỡng của sầu riêng là không trái nào bằng cái trái sầu riêng đó, mà đặc biệt cái mùi của sầu riêng nó cực kỳ khác lạ. Cái em có cái ông bạn thật sự là cũng không phải là người thân lắm, nhưng mà vô tình là anh về Việt Nam, anh biết trên kênh YouTube này, rồi anh về Việt Nam, anh đi với em hành trình đi tỉnh này tỉnh kia, thì anh tự nhiên hai anh em rất là thân. Anh ở bên Mỹ anh đi theo dạng HO hồi xưa, rồi về đây thì anh em rất là thân. Anh vừa đi Mỹ rồi dẫn anh đi rất là nhiều vườn sầu riêng, rồi anh ăn sầu riêng, anh kêu trời ơi, anh nói rằng là anh nói theo kiểu của anh là tao ước gì tao về Việt Nam tao được đi ăn sầu riêng,
ăn thoải mái đây. Anh về Việt Nam chỉ có ước được hai điều, thứ nhất là đi làm răng, làm nha kho, làm ở Việt Nam nó rẻ, cái thứ hai là đi ăn sầu riêng nó rẻ, sầu riêng Việt Nam rẻ. Thực ra là mình hiểu rằng là rẻ thì không phải rẻ đâu, mình do là ảnh được ăn tại cái đất nước mà thứ nhất là quê hương của anh, cái thứ hai là tại vườn, cái thứ ba nữa thì có khả năng là khi mà sầu riêng chuyển từ Việt Nam đi qua bên bên Mỹ thì nó có cái chi phí vận chuyển logistics đó quý vị, thì cái chi phí vận chuyển thì nó nhiều tiền hơn, tất nhiên là cái giá thành nó phải đội lên là điều đương nhiên. Còn dù như ăn ở Việt Nam thì gần như là ăn trực tiếp từ nông dân, vườn sầu riêng từ nông dân, thì mình cũng dẫn anh giờ vào những cái vườn sầu riêng đó, trái chín cây luôn đó, một cái điều rất là hay. Mình có chụp hình với ảnh cho mình, không có quay video, tại thật ra là mấy hôm nay cái kênh Nhịp Tin Tức Người Nổi Tiếng mình ít làm việc, mình chỉ làm việc qua cái kênh Nhịp Cầu Nhà Nông. Khi mà kết thúc cái đợt dịch này là mình tập trung vào công việc rất là nhiều, đi rất là nhiều, nên bây giờ quý vị anh chị các bạn cũng thấy là bệnh là mới dậy luôn, bệnh bò lê bò lết luôn. Khi đi ra vườn thì đi làm nông thì biết rồi, trời nó nắng rồi chiều nó mưa rồi, cái công tác đi làm vườn nó cũng một cái vườn mà cả vài hecta, đi bộ rồi đi kiểm tra ra từng cây đó, nó rất là nhiều, thậm chí đi nhổ cỏ cắt cỏ nữa. Những đó những cái vườn sầu riêng, những cái cây ăn trái bên này mình không bao giờ làm theo hóa học, mình dạng không bao giờ xịt thuốc cỏ, chỉ mình đi cắt cỏ bằng máy thôi. Đấy quý vị, mình thay mặt thôi thì một cái video nhỏ nhỏ, chứ nói dông dài quá nó dở, một video nhỏ nhỏ chia sẻ. Thì cảm ơn tất cả quý vị chị các bạn đã theo dõi video này, và cảm ơn những người đã đồng hành, những người đã san sẻ, đã đưa nông sản Việt Nam vươn thêm một cái tầm cao mới. Và cái điều đó sẽ làm cái gì đó là động lực cho mình, cho những cái công ty nông nghiệp như mình để phát triển, để cố gắng, tại vì nó có cái đầu ra. Anh nghĩ là đầu ra khá sẽ ổn định, không phụ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc. Đó là một trong những cái động lực, chứ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc thì quý vị anh chị các bạn cũng biết là thị trường mà trái cây nông dân Việt Nam rất là khổ cực khi trồng những cái trái cây nông sản phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, phụ thuộc rất là nhiều về thị trường Trung Quốc thì rất là cực. Ngay cả những người nông dân cực, mà thậm chí những cái anh em công ty nông nghiệp, công ty phân bón, công ty cây giống, những cái công ty kỹ thuật như bên mình cũng rất là cực khổ. Tại khi mà giá nông sản rớt thì nông dân họ cũng không cần tới mình quý vị, mà giá nông sản rớt thì nông dân họ không cần tới mình, mà không nông dân tại lúc đó không, nông dân họ không có tiền, họ đâu có tiền đâu mà để họ tái đầu tư, thì bản thân của mình họ không tái đầu tư thì công ty của mình cũng không thể nào mà hoạt động được. Đấy là cái điều mình rất là mong muốn, và cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả những người anh chị em đã cất công đưa cái nông sản Việt Nam vươn cao và vươn xa. Ngoài ra những cái công ty xuất nhập khẩu, đặc biệt là những công ty xuất khẩu trái cây Việt Nam, họ đã tìm mọi cách để kết nối được với anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt chị Thúy Nga, không biết bằng cách nào đó mà được tới tay chị, rồi chị phân phối sản phẩm ra, đó là điều rất là tuyệt vời, không có gì tuyệt vời hơn nữa. Thực sự quý vị vậy, anh chị các bạn nhìn ngồi đây nói cả trăm cả ngàn lời cũng không bao giờ hết được cái lời cảm ơn từ mà Việt Nam. Đấy, thực sự nói như thế nào cũng không biết nói như thế nào hết, nhưng mà thấy vui trong lòng, thấy hứng khởi trong lòng, thấy có cái động lực là mình làm trái cây, ít gì mình trồng cái cây này thôi thì lái mua rồi khách mua rồi chắc cũng được chuyển, công ty nào xuất nhập khẩu họ mua chắc là được chuyển qua bên Mỹ, biết đâu quý vị mua trái sầu riêng của chị Thiên Nga đó, trong đó có một cái phần là trái cây chính cái vườn của em, chính cái vườn của khách hàng của em, cái đó là tuyệt vời. Dòng tiền chúng ta nó chỉ chạy vòng vậy, và mình sẽ có một cái động lực. Tại 4.000 năm, 1.000 năm Việt Nam chúng ta, 1.000 năm, 1.000 năm rồi, mà cứ năm nào cũng lay quay qua cái câu chuyện mà trồng cái gì, nuôi con gì. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể định hình thấy là sự xuất khẩu được cái nông sản Việt Nam đi qua đến bên Mỹ, mà Mỹ là một cái thị trường cực kỳ khó, mà đã nằm được. Quý anh chị các bạn, sầu riêng bây giờ nó cuối mùa rồi, bây giờ có những vườn đang làm bông, và sầu riêng thì có những vườn đang làm bông, còn những vườn mà quý vị anh chị là ăn trái bây giờ là nó là cuối mùa rồi, nên là cũng rất là hiếm có sầu riêng mà gọi là ngon. Cuối mùa thì những cái trái cây dét thôi, bây giờ là đang cái giai đoạn làm bông trở lại để chuẩn bị bán trong cái mùa vụ năm sau. Đó. Rồi bye bye mọi người nha, một cái video 15 phút cuộc đời, nhưng một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã góp phần đưa nông sản Việt Nam vươn cao thế giới, và
đặc biệt là chị Thúy Nga cố gắng bán nha chị. Em chắc chắn em biết rằng chị không bao giờ coi cái video này, nhưng mà dù sao đi nữa thì cứ cảm ơn là được rồi. Bye bye mọi người.